Ok, sáng nay chúng ta tập trung vào chủ ngữ đầu tiên. Giới thiệu cho cả nhà nắm rõ chủ ngữ AU. Đây là đặc điểm của chủ ngữ AU. Về mặt hình ảnh ấy, chúng ta quan tâm như sau. Về phần hình ảnh ở đây thì mình sẽ quan sát như sau. Đấy. Thứ nhất, chúng ta xác định này, delta này, riêng chủng AU là có delta nhé, delta của AU đây, một một delta thôi. Delta đấy, cái vân tay này mình đang chụp bên ngón tay ngón N2, à ngón này là ngón tay AR, thế là hơi ngược một chút, hơi ngược một chút, AU nó xuôi về bên kia cơ. Delta đây, thứ hai là tâm này, cả nhà đếm này, nếu mà dòng giống giống ấy lên đây, giống cái vân lên đây, một cái đỉnh này, một này, hai này, ba, đó, ba vân thôi, chính xác là ba vân, đây là ba vân, tâm là tâm đổ dài đây, Tầm cũng đếm cho anh, tầm nữa bốn cho anh. tâm đấy, cái sợi này nó bị tách nằm vào trong này, nó tách nằm đôi, đấy, tâm này đổ dài, cái tay này chỉ là vân tay. Trong trường hợp vân tay này nó gọi là vân tay này, chính xác là trong phần mềm nó gọi AR. Đấy. AR là hướng hướng đổ, tâm đổ ngón cái. Đấy. Còn AU này hướng tâm đổ ngón út. Đấy. U và R. Sáng nay mình sẽ học cái cặp này luôn, cả cặp luôn. Thế thì nhá, thì bây giờ mình sẽ lưu ý này, bắt đầu học về hình ảnh này. Thứ nhất là bản chất, thì mình A tính chất của núi, bây giờ mình nghiên cứu từ núi. Đó, từ núi thì bản chất từ núi bằng này, quá trình này, hệ thống này, làm cho thời gian này, chắc chắn này, bền bỉ đấy, từ núi ấy, bản chất từ núi nó như vậy. Áp này, đấy. Tính cách của lối át thì nó sẽ có biểu thị ý chạc trên đấy. Thế về mặt hình ảnh chúng ta biểu thị thì chúng ta sẽ quan sát như sau. Hình ảnh ấy, mình sẽ quan sát như thế này. Đấy, thứ nhất là delta mà gần với tâm thì nó có yếu tố làm sao? Nhạy bén. Nhạy delta gần tâm thì nhạy bén là một. Đấy. Mình so sánh giữa delta và tâm ấy, tất cả các chủng núi đều cùng đặc điểm như vậy. À, delta và tâm nhạy bén. Thứ hai nữa là gì? Cái cả nhà ai ghi chép thì ghi chép thôi nhé, anh không ghi chép nữa. Đấy, delta gần tâm thì nhạy bén. Cái thứ hai nữa là gì? Là cái tính của núi ấy, nó đi theo cái cấu trúc, tính chất của núi đi theo cấu trúc là gì? Tầng tầng lớp lớp ra đến đây. 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 Nó đi theo tầng tầng lớp lớp như này. Đấy. Những cái hình ảnh trên này thì nó gọi là hệ thống và quy trình. Đấy. Nên đặc tính của người núi thì với cái tâm gần thì là nhạy bén nó thể hiện trong ngưỡng chịu đựng thấp.
nó cũng thể hiện cho sự nó hệ giác quan nhạy bén, tinh tế, và những cái hệ thống lớp lớp chồng chồng này nó thể đặc trưng cho cái gì, cho cái sự chắc chắn, làm việc có hệ thống, có bước, có quy trình để đi lên trên. Cái đặc tính nữa là tính chắc chắn, đặc tính nữa là tính tính cách của núi ấy, thì nó vẫn bị một hiện tượng, nó bị một đặc biến, nó gọi là thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, không cần bám giữ đâu tính cách của núi, bởi vì nó chỉ có một delta thôi, một delta chắn thôi. Do vậy mà đặc tính của nó là tự nhiên, nó hoàn toàn nó xưa nó không bị dính ra bám chắc mạnh như là của từng nhóm đại bàng, thuận theo tự nhiên. Đó. Đấy là đặc tính của cái một một delta nó thuận theo tự nhiên, hoặc là mình có thể dùng cái từ khác nữa, đôi khi nó gọi là người ta gọi là dùng từ thụ động. Thụ động có nghĩa là để mọi thứ tự nhiên diễn ra, không có sự can thiệp sâu vào trong đó. Thì đấy là đặc tính của tính thụ động. Đó. Thì đó là hai cái đặc điểm. Đấy là những cái đặc điểm để nhận diện về núi. Bản chất của núi thì hôm trước chúng ta dùng một cái quy luật miêu tả. Đó là cái nếu mà là chúng áp này, dùng quy luật của quá trình lọc nước, thẩm thấu nước, giả sử nước ở phía bên trên này, nước dội ở phía bên trên này. Ví dụ như nước, chủng nước là thế như này. Toàn bộ các hạt nước dòng UL phía bên trên này. Đấy, trải qua một quá trình thẩm thấu và đi xuống dưới. Nó tạo ra một cái khe. Cái khe này chính là mạch nước ngầm. Đấy. Nếu mà chúng ta miêu tả dùng cái quá trình gọi là mạch nước ngầm ấy, chúng ta hình dung như vậy. Như vậy muốn nước muốn xuống dưới này phải đi qua nhiều cái lớp này. À, lớp đá vôi, lớp đá, lớp các loại đá này để đi xuống đây. Thì nước AU dưới đây nó gọi là dòng nước tinh khiết, hoặc là mạch nước ngầm, mạch nước sạch đấy. Đó. Cái quá trình chúng ta dùng cả quá trình mạch nước ngầm thì ta nhìn thấy dễ hơn là so với đặc tính của núi. Đó. Núi là theo cách gọi của châu Âu. Còn đâu mình hình dung cho quá trình hình thành cái mạch nước tinh khiết này này, thì nó có liên nó có tính liên kết với cả chủng nước hơn, nó có hình dung ra quá trình tự nhiên trong hình thành trong tự nhiên ấy, nó mình thấy nó dễ hơn. Bởi vì đặc trưng của nước này thì đặc trưng của tính âm thì mình cũng càng nhìn thấy rõ hơn. Đấy, những người có vị trí AU ở ngón út này thì có kiến thức rất tốt, đó là về địa lý phong thủy, điều này cũng phù hợp. Đấy. Địa lý phong thủy, người có AU ở vị trí ở ngón xin nữa ngón ngón L5 này, nó giỏi ở lĩnh vực về sinh học địa lý. Đó. Rồi ở lĩnh vực về những cái lĩnh vực về thiên nhiên, công nghệ sinh học làm đây. Tại sao lại AU này nó lại giỏi ở cái lĩnh vực này ở bên tay bên não trái? Lý do là gì? Nó bản chất nó hiểu với đất. Đấy, đấy là một cái vốn tính, vốn đặc tính tự nhiên, vốn đặc tính tự nhiên của áp, của núi, của AU. Đấy. Của áp thì là AU hoặc là cả AR cũng vậy, nhưng mà AR thì chưa nhìn thấy xuất hiện ở ngón cái, à ngón út. AU thì nhìn thấy nhiều hơn, AU chưa nhìn thấy xuất hiện, AR chưa xuất hiện ở ngón ngón út đâu. Thế thì đấy là lý do tại sao mà những cái người mà AU ở vị trí R5 này làm tốt như công việc của công nghệ sinh học, dinh dưỡng, thực phẩm, thuốc, dược, rồi là cái lĩnh vực các lĩnh vực về nên thiên nhiên. Họ có khả năng quan sát, họ có khả năng tình, họ có tình yêu thiên nhiên rất là tốt. Đấy. Đặc tính của AU này nó vẫn mang tính chất của núi, nhưng mà cái đặc tính của A này thì nó có một cái tình yêu sâu sắc hơn. Cho vậy giả sử như tính cách của người AU ấy, người ta được ví như người tính cách của người mẹ. Đấy, âm thầm chịu đựng, hy sinh. Đó. Nó có đặc tính này, trung thành, trung thủy, khéo tính toán, rất là tiết kiệm đấy, trong chi tiêu. Đó. Chậm chắc, làm cái gì cũng cần phải có quy trình, cần có bước. Tính cách của AU là tính cách của người mẹ. Còn AR thì tính cách nó lại khác. Tính cách của AR là khẳng khái, thẳng thắn, mạnh mẽ,
giúp đỡ, cho đi. Cả hai tính cách này đều có một đặc điểm AU và AR cùng một đặc điểm chung, đó là tính rộng lượng. Rộng lượng đó. Đây là đặc điểm của AU. Người có AU và người AR đều mắc một đặc tính, hoặc có một đều đều có một đặc tính, đó tính lý tưởng hóa. Đấy là một đặc tính của AU và AR. Đấy là cái đặc điểm chung. Hai cái vân tay đều có một đấy, đấy. Như AR thì nó thông minh hơn. AR nó thông minh, nó là vân tay ăn ngược, cho nên là AR bao giờ nó thông minh hơn AU, bởi vì AR thì thường thường cái quá trình tư duy của AR đó là quá trình, nó quá trình đó là nó kết hợp mạch nước, đấy là mạch nước thẩm thấu ngược. Cho nên AR nó luôn luôn nó quan tâm đến cái việc là gì, là nó quay lại nó hỏi. Cái cách tư duy của AR luôn luôn nó so sánh, nó mang ra bất kỳ một cái tư duy nào nó đều mang ra so sánh đối chiếu với thực tế. Do vậy mà cái AR thường thường là nó có cái tố chất của cái tính chất của là phát minh, hoặc là có tính chất của những cái nghiên cứu đến cái lĩnh vực, hoặc là nó tập trung cho những cái tính chính xác chi tiết. Thì đó là điểm AR nó khác nhau như vậy. Thì đấy là một số cái đặc điểm về hình ảnh người ta nhìn thấy, người ta hình dung được là một cái mạch nước từ trên xuống dưới này dễ nhất, trải qua nhiều tầng lớp này. Như vậy để hình thành nên mặt mạch nước ngầm thì nó cần phải quá trình, cần phải có hệ thống, cần phải có thời gian. Đó. Mạch nước ngầm thì làm sao, là lành tính, tất cả những người chúng ta đều là lành tính, họ không ác tính. Đó. Thì đấy là hiểu tính cách lành của nước. Mạch nước ngầm thì đương nhiên là nếu mà nước ngầm thì là gì, nó là sạch rồi, chúng ta có thể uống được. Thông thường mạch nước ngầm thì chắc chắn là từ trước nay khi mà chưa có hệ thống nước máy thì toàn bộ dân cư chúng ta dùng mạch nước ngầm thôi. Giếng này đúng không anh? Nếu nước giếng đấy thì rõ ràng nó phải lành tính mới dùng được. Đó. Như vậy chúng ta khẳng định tiêu chí của người có chủng A này thì đó là lành tính rồi. Đấy, lành tính. Thực tế xã hội nó như vậy, mà cái chủng vân tay này thì cũng là người lành tính thật. Đó. Lành tính, thiện lành. Thì đấy là chúng ta bản chất của lõng từ nước xuống thôi, nhưng mà nước này là nước tinh, mà nước tinh khiết thì dùng để pha chế thuốc đúng không nhỉ, nó là nước tinh khiết rồi, cho nên là nó là cái nó có độ tinh lọc rất là cao, nên là người ta có thể dùng được pha, thậm chí lành đến mức độ người ta có thể pha thuốc vào người ta tiêm đấy, không sao cả đấy. Nhưng mà nước bình thường mang đi pha thuốc thì có thể là làm cho thuốc biến chất biến đổi, nhưng mà nước lọc ấy thì là chính xác. Ngày xưa nước lọc còn để dùng pha thuốc đấy. Đây nước lọc này đấy là người ta gọi là nước lọc tinh khiết đấy, chính xác của A hiện là độ lành tính, sự tinh tế, sắc sảo, sâu sắc. Thì đấy là cái lắm, cả nhà lắm được cái đặc tính của nước. Thì mình dùng cái, tại sao dùng cái quy tắc mạch nước ngầm như vậy, mình nhìn thấy nó sát, nó miêu tả được nhiều cái tính cách hơn. Cái bản chất của núi thì cái cách hình thành, cái cách mà các bên khác người ta giải thích khái niệm núi, núi là gì, trải qua một cái quá trình thời gian dài, lớp đất đá lại bồi lên, hoặc là phải có một quá trình trước đó là quá trình của núi lửa, nó đẩy lên các lớp nhân thạch là cứ bồi dần, nó chồng nó lớp lên, thì đấy là hình thành núi lửa, thì hình thành nên ngọn núi. Và bản thân thứ hai đấy là gì, khi mà ngọn núi lửa phun lên ấy, thì nó mang dầu tiềm năng, đấy, nó mang nhiều phù sa, mang nhiều cái chất coi như là cái khoáng chất theo cái phù sa đấy, nó bồi lên núi thì là chắc chắn đặc trưng như đấy. Nhưng mà thực ra cái người chủng A này ấy, thì nó cũng không phải hoàn toàn là chắc chắn đâu, bởi chủng núi thì thường thường là nó gọi là chủng núi chính xác của nó gọi là mong manh thì đúng hơn nha, nhưng mà núi đâu phải là chắc chắn đâu đúng nhỉ, chẳng qua là gì, nó phòng thủ thôi, nó không phải là chắc chắn lắm đâu. Đấy. Làm gì nó cũng còn đòi hỏi là phải có quy trình, có hệ thống, có bước. Đấy. nó không bộc trộm như cái bọn khác. Đúng này là, nhưng mà để đảm bảo gọi là tính chắc chắn của A không chắc chắn lắm. Chắc chắn là gì? Là sự cố định, là khả năng có di rời, có thay đổi.
Nhưng của lối thì cũng không phải đến mức độ khó lắm, đến mức độ như vậy. Ừ. Tất nhiên nếu như người nhiều lối thì họ sẽ cái tính bảo thủ và tính phòng thủ họ sẽ cao. Nhưng mà ở đây thực ra thì không, nếu mà nói về tính độ chắc chắn của lối thì không phải là chắc chắn lắm. Là cái đặc điểm. Bởi vì nếu như mà lấn át, thông thường mọi người những người khác lấn át núi thì nó vẫn họ vẫn lấn át được mà. Đấy. Mà lấn át được mà di chuyển mà thay đổi được thì đâu phải là chắc chắn lắm đâu. Đấy. Do vậy đặc điểm nó dùng từ núi nó gọi là dùng chắc chắn nhưng chính xác tới cảm giác người trên núi không phải là người chắc chắn lắm. Chẳng qua làm bất kỳ một cái gì đó nó cần phải có một cái, nó cần phải đi qua một hệ thống thì họ mới được chấp nhận. Chứ còn nếu như mà họ dùng phương pháp thô bạo cưỡng bức thì lối vẫn đi hết bình thường chắc có gì. Như vậy thì để cái tính chắc chắn ở đây lúc này không được khẳng định hoàn toàn. Do vậy mình đi đi vào cái thế gọi là nước lọc tinh khiết thì có vẻ nó ổn hơn, mong manh, tinh tế, chứ còn chưa phải chắc chắn lắm đâu. Chắc biết đương nhiên là gì, muốn lấy nước ở dưới lên là phải chúng ta phải làm gì, phải đào giếng. Như vậy là cái mạch nước ở dưới nó là mạch ổn định, cái mạch ngầm ấy thường thường nó là mạch ổn định, nó ít nó không bị gì dao động phân tán như là những cái mạch mạch mặt mạch, mạch mạch trên bề nổi, như cái dòng sông hoặc dòng nước ở trên mặt nổi thì nó có thể là lênh láng, nó phân tán nhiều. Nhưng mạch nước ở phía dưới chân ấy, dưới âm dưới gọi là dưới đất ấy, thường thường là ổn định. Thì đấy là chúng ta hình dung ra cái quy tắc của mạch nước. Đấy, để chúng ta miêu tả cho chủng A này. Đấy. Cái mạch nước này nó dùng để miêu tả tốt cho chủng A là một này, AU và AR. Đó là như vậy. Tính cách biểu hiện của AU đây. Đây cho sách trước này. Là sách chưa cập nhật. Thứ nhất là gì? Đó. Bản chất là khỏe mạnh này, thiện lành. Đây là yếu tố tốt này. Cần chăm chỉ, cần cù, người chủng núi là sống chăm chỉ, là hấp thu vô hạn, trực giác nhạy bén, mẫu mực. Đây này, tính cách này của AU là chuẩn này, mẫu mực và hiền hòa, đặc biệt nhất là sự mẫu mực. Cho nên người chủng ngũ, chủng AU thì phù hợp với căn thầy này, chỗ này này, để nhờ cái sự mẫu mực này. Đấy. Trọng tình, rộng lượng, vị tha, đấy là AU. Đấy. Sâu sắc và tinh tế, trung thành và trách nhiệm, đơn giản hóa, có hệ thống, có quy trình, trí nhớ lâu. Thằng này nó nhớ dai này, trí nhớ chi tiết, nhớ lâu và nhớ rất là chi tiết đấy. Đấy. Nhưng mà chỉ gì quan tâm nó mới nhớ thôi, không phải nó nhớ nhiều đâu. Tuân thủ và chấp hành. Tuân thủ, tính cách này là tính cách tuân thủ chấp hành. Đó. Thông minh cảm xúc, mẫu người là mẫu thông minh cảm xúc nha, nó là đứa nội tâm. Hướng vào bên trong AU này, nên bọn này là thông minh cảm xúc. Đó. Nhà tâm lý học này, AU này được này. Đó. Thụ động và lệ thuộc, thấy chưa, thì một delta cho nên nó thụ động, nó phụ thuộc với yếu tố ngoại cảnh, vẫn phụ thuộc yếu tố môi trường như đặc tính của nước. Đấy, hấp thụ chậm với kiến thức mới, nhanh với, đúng rồi, hấp thụ chậm với kiến thức mới, cần có quy trình, tính nghi ngờ cao, có tính phức hợp tạp hóa và có tính bảo thủ, phản ứng chậm, có nghĩa là cần phản ứng không phải là tham gia ngay, cần phải có một cái thời gian, nghĩ nhiều, có tính đa sầu đa cảm, người chủ nước là rất giàu tình cảm. Người chủng AU rất giàu tình cảm, đa sầu đa cảm này. Cho nên là AU là có hiện tượng là gì? Đa tình đấy nhá. Người AU là đa tình đấy. Người yêu trong tâm tâm tưởng tâm trí ấy. Cho nên những cái người có AU ấy là hay có hiện tượng gọi là ngoại tình tư tưởng nhá. Mai thấy hiện tượng đấy chưa? Người ta gọi là ngoại tình tư tưởng nhá, với cái như chúng A này. Ngoài không ra ngoại tình nhưng mà Đa sầu đa cảm thì em thấy ngày trước ấy, ngày trước khi mà mình chưa được đi học nhiều ấy, thì em hay nghĩ lắm.
cứ hơi một tí cái gì cái mình cũng nghĩ là nghĩ suốt ngày rồi là buồn suốt triền miên à. Bây giờ biết cách mình kiểm soát nó Giờ cứng rồi đúng không? Tự do đúng không? Đấy, đa sầu đa cảm là đặc trưng của AU. Đấy. Cho nên bọn này nó giàu giàu cảm xúc nhá. Cho nên là những viết văn này, nhà sáng tác này, viết văn, viết nhạc, nói chung là đều được. Đấy. Viển vông và thiếu thực tế, đấy, cũng là một hiện tượng này. Đấy. Đôi khi dẫn đến hiện tượng thiếu thực tế là có, là dễ tổn thương, nhạy cảm, đấy. Cảm tính, cảm xúc chi phối này. Đôi khi mức độ nhu nhược, thiếu tính đấu tranh. Đấy. Phân tán theo ngoại cảnh, nó cũng bị phân tán. Nội tâm, cô độc. Người AU vẫn là người nội tâm, cô đơn. Có tính cầu toàn. Người có tính bảo toàn, tính cầu toàn. Cơ hội đây. Công việc cần tính sáng tạo này. Chuyên gia về lĩnh vực tài chính này. Giáo dục khai sáng này. Tôn giáo, tâm linh. Đấy. Làm được. Văn hóa nghệ thuật, trong này cũng giỏi. Nghề chữa lành, bác sĩ tâm lý, công nghệ và sinh học, cơ hội, nguy cơ này, kém phát triển trong hoàn cảnh khó khăn, nên là nó cần phải có cái môi trường thuận lợi để nó phát triển, mất cơ hội nếu phát hiện muộn, như vậy phải làm sinh chắc sớm, bởi vì quá trình này nó cần hấp thu dài, và nó cần phải phương pháp để tiếp thu, lãng phí nguồn lực nếu định hướng sai. Đấy, người chúng ta mà chỉ cần định hướng sai thôi là đi tong cuộc đời luôn. Đấy. em bị định hướng sai. Đấy, hướng sai là đi tong cuộc đời luôn. Do vậy mà cái người AU là cần phải sớm coi như định hướng, bởi vì đặc trưng của nó là gì? Bản chất của A là tính tích lũy. Đấy, mà tích lũy lâu ngày mà không đạt được cái mục tiêu ấy thì nó lại phải quay lại từ đầu, thì cái lộ trình nó rất là tốn kém thời gian và công sức. Do vậy mà định hướng là một trong những cái điều vô cùng quan trọng với người A. Đấy. Đấy là cái đặc điểm này. Đấy. Như của anh cũng bị tự đi hướng xa, bản thân anh bị tự đi hướng xa, nghĩa là mình đi theo cái ngành kinh doanh buôn bán và công nghệ là định hướng sai đấy. Đấy, khó tự hoàn thành kế hoạch nếu nếu đặt ngoài tổ chức, nghĩa là nhóm này là giỏi nghĩ thôi, không giỏi thực thi đâu. Do vậy mà cái điểm yếu của app đó là gì? Thực thi Nó nha, không liệt. app không giỏi thực thi. Do vậy kết hợp với nhóm này vào để triển khai được cái tính thực thi này. Đó. Lý thuyết hóa có dùng thực tế. Đó. Thì đấy là những cái nguy cơ, những điểm yếu của chúng ta cần phải khắc phục. Đó. Tính cách biểu hiện này cần thời gian để thích ứng. Đây, cần thời gian để thích ứng này. Đó. Nhóm này luôn luôn cần phải có một thời gian. Do vậy mà đi đâu làm cái gì ấy, thì bố mẹ cần phải giả sử như chuẩn bị trước tâm lý cho con, hoặc là bản thân mình là chúng ta mình phải cần có thời gian tìm hiểu trước. Đấy. Làm bất kỳ một cái việc gì chúng ta cần phải có quá trình chuẩn bị. Người chúng ta luôn luôn cần cái quá trình này. Đấy. Giống như là tớ làm việc gì ấy, nhưng bản thân anh làm việc gì cũng hay có quá trình chuẩn bị lắm, chuẩn bị kỹ lắm, cho nên là hay bị chê một cái tật là chậm. Thực ra ấy, là mình chuẩn bị. Đấy. Nhưng mà khi mình đã chuẩn bị xong rồi thì gần như các công việc của mình nó rất là thuận lợi. Đấy. Nhưng mà cái quá trình chuẩn bị của mình thường thường mất thời gian lắm. Tính cũng cầu toàn. Nên đi đâu làm cái gì bắt đầu là chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ, phương tiện, rồi các tình huống. Đấy. Được cái chuẩn bị rất kỹ. Cho nên là khi đi làm việc ấy, nó hiệu quả lắm. Đấy. Nhưng mà mất thời gian hay bị chê về cái tật là gì? Người ta bảo lề mề. Đấy. Gặp ngoại bàng là nó khó chịu lắm mày. Mình không thích cái quá trình gộp chộp đâu. Mình ghét nhất cái quá trình là gì? Là như ghét nhất những ai mà làm bất kỳ một cái việc gì mà không có quá trình chuẩn bị. Đó, chúng ta bị hiện tượng là đó, cho nên là cần thời gian chuẩn bị nữa. Giao tiếp ngắn gọn đơn giản thôi. Người chúng ta thường thường có xu hướng là giao tiếp rất là nó gọi là kiệm lời, kiệm từ. Đấy, có hay có xu hướng nói tắt hoặc là biểu hiện, có khi là biểu thị bằng những cái gật đầu, bằng cái lắc đầu. Đơn giản ngắn gọn những kiểu đấy. Cho nếu mà mọi người quan sát là cái cách đôi khi mình trả lời người khác hay hay có kiểu dạng như là cụt lủn, thằng A này hay có hiện tượng là giao tiếp hơi hơi hiện tượng là cụt lủn. Đấy, hỏi có không có hoặc gật đầu thôi, nó nghĩa là nó tiết kiệm đến mức độ là tiết kiệm nhất có thể. Như người khác trình bày vâng con cái gì
cái gì đấy. Vâng, con ăn rồi ạ. À. Nhưng mà chúng A nó ăn chưa? Rồi. Đấy. Bọn chúng A nó có đặc điểm như này. Đấy. Nó hay dùng cái từ mới là nó đơn giản mức độ là cụt lủn đấy. 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 Ngắn gọn đơn giản là đặc trưng loài AU. Đấy. Lưới lọc của nó là lưới lọc an toàn, trung thực. Thế là lưới lọc của người quan hệ của chúng A đấy là lưới lọc ở tính an toàn và tính trung thực, chân thành. Đấy. Những cái người nào mà không đảm bảo ba tính này thì sẽ loại ngay. Nó sẽ không làm bạn. Đấy, cái cách quan hệ của chúng ta à, tốc độ phản ứng chậm với tính tính mới nhưng mà lại nhanh với tính cũ. Những cái gì quen thuộc với nó rất là nhanh nhưng nó bị chậm với tính mới rồi à, do vậy mà những cái gì mà nó mới thì cần phải hướng dẫn hỗ trợ nó ban đầu à. Thì đấy là cái tốc độ phản ứng, nó có hai đặc điểm: nhanh với cũ và chậm với mới. Nhạy cảm, dễ tự ái, ngưỡng chịu đựng thấp. Bọn này không được đùa dai vì nó chịu chịu đựng rất là thấp, nó dễ nổi nóng, nó dễ bốc đồng. Đấy, do vậy mà nhóm này là học tập cũng vậy, không thể học được lâu dài mà cần phải chia ra nhỏ thành nhiều phần, nhiều bước để nó hấp thu một cách dễ dàng hơn. Đấy, nó chấp nhận chú hấp thu nhiều lần chứ nó không thể ngồi hấp thu cùng một lúc trong một đơn vị thời gian ngắn được. Đây là tính nhạy cảm, đáng chí, quên vặt. À, đây là tính cả chúng A này hay hiện tượng này quên vặt à, nghĩ nhiều à, tâm hồn ngoài thể xác. Người của chúng A thì đương nhiên là gì cũng có cái trạng thái như là hồn một nơi xác một nơi, hai cái này khác nhau à, nội tâm cô đơn sống thu mình. Người chúng A thì không thích giao du, họ thích sống trong tâm trí của mình nhiều hơn, họ thích một mình, họ muốn, họ cần không gian riêng tư nhiều hơn. Do vậy cái đặc điểm của người chúng A, cái cách bố trí nơi ở ông bạn, họ không thích ở những cái nơi phố thị ồn ào, họ luôn luôn thích về những cái nơi mà nó yên tĩnh. Đó. Đấy là đặc điểm của người A, không thích nơi ồn ào đâu, họ thích một cái nơi nào nó yên bình yên tĩnh. Với mẫu người A thì gọi là thích sống chậm, mẫu người này là thích sống chậm, không thích sống vội vội vàng hấp tấp. Đó. Thích sống chậm đây này, cơ sự ổn định yên bình hài hòa phù hợp với thiên nhiên. Họ rất thích với cái môi trường đó là môi trường của thiên nhiên. Đó. Sống mẫu mực, coi trọng truyền thống, nề nếp, rất coi trọng truyền thống này, tính truyền thống này. Đó. Biết kính trên nhường dưới, không thích tranh giành, muốn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đó. Cũng là một người rất thích làm từ thiện, thế đặc trưng. Đó. Tiết kiệm, sống đơn giản. Người chúng A nó cũng là thuộc phong cách của sống đơn giản, không cầu kỳ màu mè đâu. Sống đơn giản, đây là trùng tu mà, nên mình mới gọi đây là trùng tu là như thế. Sống đơn giản thì không màu mè hoa sói đâu. Quan tâm vào chi tiết, ghi nhớ từng đặc điểm thành phần. Đấy, mẫu này thì nó rất là tỉ mỉ chi tiết. Đấy, đặc trưng này. Và cái cách của người này học ấy, nó có, vấn đề của người khác coi là nhỏ nhưng vấn đề là nhóm này là không coi như là nhỏ. Cái cách của người người A là người ta học bằng cái kiểu nhận thức này, người ta gọi là nhận thức vi tế, nhận thức bằng cách nghiên tìm để ý từng cái vấn đề nhỏ, sau đó để suy luận ra những vấn đề lớn. Do vậy cái người của nhóm này nó học, nó nếu như nó học được tốt ấy, thì người ta gọi là học một mới biết 10. Nó không thích học nhiều như các chủng đại bàng. Mà bản thân nhóm này là gì, nó học cái gì nó muốn là lắm bằng được cái đó và lắm thật sâu. Đấy. Sau đó từ những cái vấn đề đó nó mới mang tính chất là suy luận suy diễn và mở rộng vấn đề ra. Đấy là cách học của A đấy. Đấy. Hồn nhiên vô tư. Đấy. Tâm hồn của người A thì bao giờ cũng thế, rất là trẻ trung. Đấy. Vô tư. Đấy. Lúc trẻ cũng như sau này lúc về già, càng về già họ càng vô tư. Đấy. Hồn nhiên vô tư này, cho nên đây là cái tâm hồn trẻ. Đấy. Người chúng ta gần như là họ không bị lệ thuộc vào thời gian đâu. Đặc trưng là như vậy, tâm hồn của người A thì người rất trẻ. Nhưng mà A nó có hai dạng, một loại là giải thoát được ấy, thì mặt mũi nó rất là trẻ, một loại không giải thoát thì mặt nó rất là nhầu. Tớ để ý rồi, một cái loại nữa mặt nó nhầu nhí lắm, nhưng mà khi nào gọi là bọn nhầu, những cái người mà là dính vào kinh doanh ấy, buôn bán nhiều ấy, thì mặt nó nhầu lắm, nhìn nó cũ một cách thảm hại luôn,
trông như ông già 60 ấy. Có những đứa nó bằng tuổi mình mà nhìn nó lúc lúc khụ lúc lụ khụ, mình cũng vật vân tay nó ra nó có chủng A, mình bảo thằng này bọn này A là A bị nhầu rồi. Chứ mà A bản chất của nó, nếu mà A mà giải thoát được tâm trí ấy, thì nó rất là trẻ. Ừ, do vậy A nó có hai cái đặc điểm đấy. Như cho bản thân mình vào là học trong cái ngành tâm lý học này thì mình cũng trẻ được ra, chứ trước kia mặt anh là cũng cũ lắm, nhầu lắm. Đấy. Đặc biệt nhất là cái lúc thanh niên, cái lúc khoảng tầm cứ 23 cho đến lúc khoảng 35 tuổi. Đấy. Giai đoạn đấy là gần như mặt mình già hơn tuổi hơn rất nhiều. Đấy. Nhưng đến giai đoạn bắt đầu vào trung niên thì bắt đầu khi mình mọi cái thu lạc về trí tuệ kiến thức bắt đầu mình có, thì mình lại quay mình trở lại lại một người trẻ. Thế bây giờ là gần như cái gương mặt của mình nó so sánh với đám cùng tuổi là mình trẻ hơn chúng nó rất là nhiều. Đi hội đồng liên với các bạn đồng liên sinh năm 1976 thì mình có vẻ là nó tưởng là nó đứa nào cũng gọi là nó xưng bậc chị với mình được. Đi cùng mà ngồi bọn những phụ nữ mà năm sinh năm 76 mình cảm giác như là bọn nó nhìn chung già già như phú đế luôn. Rồng rông các bà mẹ, các bà cú luôn. Đấy. Thì đấy là hiểu là cái tính chất của nó chúng A. Đấy là cái lưu ý mình đến đây mình mới mới đầu mình đi đến cái hội đồng liên đấy mình tưởng là sao là nhiều nhiều các bà già với các cô thế này, sau này phát hiện ra là chúng nó là cũng là bằng bằng tuổi với mình đấy. Đấy là lưu ý đấy, tinh tế sâu sắc, nhóm này đặc trưng nhá, tính cách của A đây là tính tinh tế sâu sắc đấy. Rất tín nhiệm khi A của tuổi trưởng thành là mẫu người tín nhiệm đấy, cái giác quan nhạy bén đây chúng ta vừa phân tích lúc nãy rồi đấy. Có tố chất người thầy nhá, nhóm này chúng A có tố chất cả căn thầy này. Vì sao có tố chất căn thầy? Nếu như nó tích lũy kiến thức lớn cộng với tính mẫu mực cộng với tính rộng lượng. Đấy, rộng lượng là gì? Đạo đức đấy, là người giàu lòng, là người có giàu vốn đạo đức, coi trọng truyền thống, thì đấy là tố chất căn thầy đấy. Thầy là gì? Thầy là phải mẫu mực, thầy là phải giàu kiến thức, thầy là gì? Thầy là phải giàu tình thương đấy, là người đạo đức mẫu mực đấy, cho nên là nhóm này là có gọi là căn thầy đấy, cũng có thể thầy đồng thầy cúng đấy, cúng lại là nó có nhiều cái yếu tố căn thầy đó. Nhưng người chúng A thì bao giờ cũng vậy, là nó có tố chất căn thầy đấy, sâu sắc tinh tế nhẹ nhàng khiêm tốn mẫu mực đấy, người chúng A là có căn thầy này đấy. Thì đấy là lưu ý. Có tính cống hiến đấy, tố chất người thầy là hình thành bởi nhân cách cao này, tính cống hiến này, gương mẫu này, giàu trí tuệ này đấy, giàu trí tuệ tích lũy, đấy là căn thầy. Thì đấy là 14 tiêu chí để xác định đặc điểm của tính A. Cụ thể trong tính cách này nó gọi là AU đấy, tính cách này nó gọi là AU đấy nha. Mọi người có sách rồi thì mở cuốn sách ra là thấy hết nội dung nào. Ai không có sách thì chịu, nhờ những người khác chụp ra thôi. Đấy. Thì sau này anh sẽ gửi cho tất cả nhóm cái file mềm của file này mà để mà có thể paste vào báo cáo. Cái phần báo cáo nhận xét của các cái bên khác bây giờ tốt nhất là sau này anh sẽ gửi cho cái file Word để cả nhà copy paste ra. Đấy. Về mặt tất nhiên là không thể gửi được hết cuốn sách này được, bởi vì cái bản quyền mình đang viết cho một cái bên khác. Đấy. Nhưng mà mình vẫn trích xuất ra được. Đấy là lớp học. Thì đấy là vấn đề nhóm của AU. Đấy. Ở đây thì viết rất nhiều, chúng A viết được rất là dài. Đấy. Có cách tương tác giao tiếp này. Đấy. Rồi là cách học tập này. Cách học tập tiếp thu này. Đấy. Khi chúng ta phân tích một chủng vân tay, chúng ta phải đưa ra được từng giải pháp như này. Từng cái giải pháp như này. Đó. Từng cái cách tương tác giao tiếp như vậy. Rồi chúng ta có những cái vốn bình luận và trải nghiệm với nó thì là tốt, thì chúng ta mới thực sự hiểu nó. Đó. Đó. Thì đấy là AU. Bây giờ AR là có gì khác? Đó. À, tí nữa nói chứ nghề thằng AU. AU nó có tố chất của phong cách và phục vụ nha.
Tính cách của phục vụ và phong cách của nhà cố vấn, vị trí ấy, nó chỉ là phù hợp những cái vị trí nhà cố vấn chuyên gia, cố vấn chuyên gia nghề tư vấn thì hợp hàng tư vấn thôi, chứ người AU thì không không thích giỏi quản lý ở về mặt tiền bạc vật chất đâu. Họ có thể làm thủ quỹ được, tín tín nhiệm thủ quỹ tài chính, làm những vai trò gọi là thừa hành tốt. Đó, giáo viên, nghề giáo nghề thầy là tốt. Chúng A thì A, tất cả A, nó chỉ cả hai A thì nó đều hướng đến một cái tính là tính trí tuệ. Người chúng A họ chỉ cần ham trí tuệ thôi, chứ còn tiền bạc các thứ không ham. Đấy. Ái dục yêu đương các thứ không ham lắm. A chỉ hướng đến thích học thôi. A người chúng A luôn luôn có đặc điểm thích học. Thích học tập. R thì sao? Núi ngược. Đấy, như vậy lúc đấy cái mà cái mạch nước của nó là mạch nước xuôi. Đấy, bây giờ là mạch nước ngược. Đấy, thì cũng lại là nước ngược, nước thẩm thấu hoặc là nước giống như là nước chưng cất rượu. Đấy, bằng cách đốt nóng lên. Đốt nóng nước lên làm cho nước bốc hơi. Đấy, lên là ngưng tụ lại. Sau đó là giọt bên kia là nước. Cái nước như vậy là so sánh với mạch nước ngầm và mạch nước chưng cất bằng phương pháp nhiệt thì rõ ràng là nước nước mà đi qua chưng cất ấy, thì rõ ràng là độ sạch nó còn cao hơn nữa đúng không nhỉ? Đấy, nó còn tinh túy hơn nữa. Đấy, như vậy nước nước của AR đặc trưng của nước lọc nước mạch ngầm này thì nó còn đảm bảo là độ sạch còn cao hơn. Đấy là nước chưng cất. Đấy, nhưng mà nước này muốn để hình thành thì nó phải lại bắt đầu lại lại từ nước xuôi, sau đó là gì, từ nước lọc tinh khiết rồi, nước lọc tinh rồi nên phải quá qua một quá trình nữa, đấy là quá trình thẩm thấu ngược hoặc là quá trình chưng cất. Đấy, bản chất của núi thì nó có tính hỏa, tính lửa này, tính mặt trời, do vậy mà nó có tính nhiệt. À, từ người có tính tính AR là có tính nhiệt cao, do vậy những cái người có AR thường thường nó cũng có tính nóng, nóng tính. Đó, khác với AU, AU là chịu đựng, nhìn nhường nhịn, nhưng AR của nó là nếu như AR thì thường thường nó bắt đầu có tính chiến đấu, nó có nóng, nóng tính. Đấy, là người AR, người AR là khẳng khái, nhưng mà nóng của AR thì nó biết điểm dừng. Đấy, người AR nó nóng nhưng mà nó không phải nóng điên điên nên nó như là cái đại bàng đấy đâu, nóng một cách đùng đùng, một cách coi như là không kiểm soát, nhưng AR nó kiểm soát được. Đấy, nhưng mà bản chất của AR là phải có tính nóng, tính của cách của mặt trời. Tính cách AR thì được ví như là tính cách của người cha. Đấy, cái điều là nó rất là phù hợp. Đấy, thì đây là đặc điểm miêu tả này: thiện lành, khiêm cung, chăm chỉ, cần cù và thiết thực. Cái này tính cách của AR nó thể hiện rất rõ là tính thiết thực. Đấy, thiết thực có nghĩa làm bất kỳ gì nó luôn luôn quay hỏi lại với thực tế xem là mình làm như vậy đã đúng chưa. Đấy, đấy là tính thiết thực này, cho nên ông nào AR mà không học được tính này ấy, thì nó rất là nguy hiểm. Chính AR rất là thức thực thiết thực ý nhé, cho nên là người AR làm được khoa học là lý do này. Đấy, hấp thu vô hạn, trực giác nhạy bén. Đấy, bản lĩnh, người AR là bằng người bản lĩnh, ưa thách thức, có khả năng vượt khó tốt. Đấy, đó là AR. Như vậy người AR cũng là người bản lĩnh đấy, nhân cách cao, có tính cách cống hiến. Nhân cách của AR luôn luôn là cao, hướng đến sự vĩ đại, tầm nhìn lớn mà, luôn luôn giúp đỡ, có tính cống hiến cao này, sâu sắc và tinh tế, trung thành, trách nhiệm. AR rất là trung thành, ngay thẳng, công minh. Đó, đây là tính cách khác với AU, tính ngay thẳng của và công minh. Công minh nghĩa là gì? Luôn luôn đòi hỏi tính đấu tranh, có tính đấu tranh. AR là có tính đấu tranh rồi. Đó, có hệ thống, có quy trình, trí nhớ lâu. Đây là trí nhớ, xét về trí nhớ thì AR là bậc số 1 nha, trí nhớ dài hạn đấy. Đó, AR nó là bậc số 1, cho nên tại sao những người A này phù hợp với ngành y, bác sĩ, đặc biệt nhất là bác sĩ phẫu thuật. Đấy, ngành y, ngành dược. Đấy, nhóm này trí nhớ tuyệt vời nhất ở đây, hoặc là những nhà sử học, là những người những nhà nghiên cứu về sử học cần cái vân tay này. Đó. À, giống như các thầy chùa, các thầy sư ấy, nhớ kinh gớm lắm, các thầy nhớ đọc kiểu dạng nhớ thuộc lòng khủng khiếp luôn đấy, hoặc những nhà văn hóa, nhà sử học ấy, họ cần phải bao giờ họ trí nhớ rất là tốt đấy. Thì người AR nói chung là cái đặc biệt
cái điểm đặc biệt của người AR không bao giờ được file với các tính cách khác, đó là trí nhớ dài hạn. Lưu ý tư duy khác biệt độc đáo. Như vậy AR này có tư duy lập dị rồi, khác biệt độc đáo này. Nhưng mà khác biệt này liệu thần hồn. Khác biệt này cũng có thể là khác biệt tạo ra những cái phát minh, tạo những cái khoa học. Nhưng khác biệt này có đôi khi cũng tạo ra sự ngông cuồng. Mọi người lưu ý. Đấy, tư duy khác biệt này, thông minh và sáng tạo. Người qua là có chất thông minh. Đấy là những ưu điểm. Nhược điểm của nó thì sao? Lạnh lùng, khó biểu cảm. Như vậy AR là khó biểu cảm đấy nha. Có tính lạnh, lập dị, cá tính và khó hiểu. Người có AR thì hơi hơi lầm lì. Chính xác người có AR là rất lầm lì, không biểu thị ra ngoài, hơi khó để có tác động. Nghi ngờ cao, có tính phức tạp hóa này. Phản ứng chậm. Phản ứng này phản ứng hành động ấy. Nó nghĩ trong đầu nhiều, đây là nghĩ nhiều rồi. Cho nên là chúng ta muốn lấy những người thông minh thì là lấy những thằng lười. Những thằng lười là thằng hay nghĩ, nghĩ nhiều, ít ít hành động trên tay lắm. Đơn độc, cá biệt. Như vậy người AR cũng bị một cái tính là tính cô đơn, cô độc, cá biệt này, luôn đòi hỏi sự rõ ràng. Đấy. Cho nên ông AR là luôn luôn dính về tính cố chấp này. Đấy. Bao giờ cũng đòi hỏi cái tất cả mọi cái đều cần phải sự rõ ràng, logic. Nên là đặc tính của AR. Thế cho nên nó mới làm được nhà khoa học. Đấy. Căng thẳng, gay gắt với sai sót, như là có tính đấu tranh đây. Thực ra bản chất từ này là nó gọi là gì? Quan tâm mặt trái. Người AR cũng quan tâm mặt trái, quan tâm nguy cơ, quan tâm rủi ro nhiều. Khó thay đổi. Người này thì gần như là người AR là một trong những người khó. Họ đi theo cái chiều hướng của họ, đấy là tính tính ngược, kết hợp với tính lũy bền chắc nữa. Do vậy cái người người chúng A là muốn thay đổi họ là không hề đơn giản. Đây là cái nhóm khó thay đổi nhất. Khó thay đổi nhất cái trường nhóm A này. Cần chúng ta cần phải có quá trình, cần có thời gian, cần phải có cái gọi là cái điều chỉnh, cần phải có một kế hoạch đủ lớn thì mới thay đổi được ông này. Chứ còn bình thường là thay đổi trong 1-2 ngày là khó thay đổi lắm. Nó cần phải có một quá trình thời gian. Đấy. Không thể thay đổi ngay được người những cái người này đâu. Đấy. Đáng chí tâm hồn ngoài thể xác. Đây là một cái nhóm gọi là tâm hồn thể ngoài thân thân xác này, nội tâm cô độc này. Đấy. Nội tâm cô độc. Tính lo lắng và phòng thủ xa này. Đấy. Thì đấy là cái tính có hay có tính phòng xa. Đấy là đặc điểm. Những cái điểm gọi là yếu, hạn chế. Cơ hội của chúng ta. Công việc sáng cần sáng tạo này. Chuyên gia lĩnh vực về tài chính này, giáo dục khai sáng, tôn giáo. Nó này cũng phù hợp với nhóm tôn giáo này. Đấy, chủng của chúng tu già đấy. Người AR là gọi là tu già luôn đấy. Có giỏi ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, đấy, nghề chữa lành, hoặc là các cái lĩnh vực về khoa học, phát minh, đấy, các cái lĩnh vực về công nghệ, sinh học. Đấy là chương của AR. Ở trong này thì nó thiếu một cái thứ nữa là nghề chữa lành, nên là nghề bác sĩ y, nghề y ấy. Nghề bác sĩ. Đó. Nghề bác sĩ là cũng là rất là phù hợp với AR này. Nghề chữa lành thì người AR cũng phải làm trong lĩnh vực về nghề mặt trái thì mới phù hợp. Đó. Cho vay nặng lãi, cầm đồ, lách luật, đấy là nghề mặt trái. Thì đấy là lưu ý về nghề mặt trái mới phù hợp. Nghề bác sĩ chữa lành, nghề giáo dục, nghề có thể là làm những cái tố chất như nghề công an điều tra, ở phòng nghiên cứu điều tra phù hợp, thanh tra, kiểm tra, quản lý. Đó, đấy là những cái thứ gọi là công việc nghề mặt trái. Nguy cơ là mất lợi thế nếu đặt sai môi trường, cần quá trình đầu tư lớn và dài hạn, sai mục tiêu, mất nhiều thời gian để khôi phục, khó hợp tác, gặp vấn đề về sức khỏe như tiêu hóa và thần kinh, một số đặc điểm. Đấy là điểm yếu. Tính cách biểu hiện của AR là một số miêu tả chi tiết ở dưới này. Sống nội tâm, sống trong tâm trí nhiều hơn bên ngoài,
khó chia sẻ cảm xúc tự nhiên của bản thân với người khác. Đấy, có nghĩa là người R thường thường là khó bày tỏ cái chuyện yêu đương, cái trò chuyện tình cảm lắm. Đấy, cho nên cái cách này của R nó hơi hơi khô, hơi thô. Là quý của R có tính giấu mình, không thích thể hiện ra bên ngoài. À, còn lo có tính giấu nha. Nên đặc điểm của AR thường thường là thích cái gì nó không nói trực diện, nó lại gán cho người khác. Đấy là một đặc điểm. Đấy, tính ngay thẳng rõ ràng, đấu tranh làm rõ đúng sai. Ừ, biết kính trên nhường dưới, thế là AR xịn. AR này khôn lắm. Ừ, trung thành, có trách nhiệm và uy tín. Đấy, mẫu người này là mẫu người uy tín. Đấy, tư duy tự do không giới hạn. Riêng thằng AR là có tư duy tự do, nó không muốn lệ thuộc, không muốn theo cái quy tắc thông thường. Đấy gọi là tư duy tự do. Do vậy mẫu người này cũng là mẫu người rất hết sức sáng tạo, nha. Đấy, ưa thách thức, không ngại đối đầu. Đấy, họ là mẫu người ưa thách thức. AU nó không ngại, AU nó tránh đối đầu, nó tránh trực diện, nhưng mẫu này thì là ưa thách thức. Đấy, sẵn sàng chiến đấu. Đấy, chủ động theo kế hoạch mục tiêu riêng. Người có AR luôn luôn có kế hoạch và chiến lược riêng, họ có chiến lược dài hạn, họ luôn luôn làm một cái gì đó riêng. Đấy, người AR nó như vậy, ngay từ bé nó biểu hiện như vậy. Đấy, do vậy mà muốn là phát hiện ra những đặc tính riêng của họ cần phải theo dõi, cần phải bám sát một quá trình dài để theo dõi cái mục tiêu đó là cái gì. Đấy, chứ còn bình thường là nó không biểu hiện ra đâu. Đấy, nó sẽ theo đuổi một cái gì đó. Đấy là cái người qua là luôn luôn có theo đuổi một chạy theo một cái mục tiêu cụ thể nào đó mà mình phải cần có quá trình mình mới nhìn thấy ra. Chứ nếu mà nhìn ở góc độ là bình thường mình cũng không thấy đâu. Cho nên những cái người R này, bố mẹ có con R cần phải bám sát, phải thống kê cái đặc điểm đấy ra để xem nó đi theo hướng nào để mình biết cách mình điều chỉnh. Đấy, tiềm năng hấp thu lớn càng ham học này. Đấy, giàu tưởng tượng phong phú, ngôn ngữ giàu hình ảnh. Người có AR rất giỏi ở chữ tượng hình. Đấy, giàu tư duy logic. Đấy, giàu tố chất sư phạm này. Có tính cống hiến giúp đỡ. Đấy, chú tâm tập trung cao khi làm việc. Mẫu người này là một mẫu người tập trung rất cao khi họ chăm chú và đam mê về công việc. Đấy, nhận thức bằng cách phản biện và nghi ngờ. Suy nghĩ theo cách làm đơn giản hóa, phức tạp hóa. Chứ này, đơn giản hóa, phức tạp hóa. Trí nhớ dài hạn tốt, đây là đặc điểm đặc biệt nhất của R. Đáng chí, tâm tưởng ngoài thân xác. Như đây là có 18 tiêu chí để đánh giá được cái tiêu chí của R. Còn ở trong sách này nó có nhiều nội dung hơn. Thì đó là đặc điểm của AR. Trong sách này phân tích hơi kỹ, rất kỹ đấy. Nó rất giỏi mâu thuẫn giải quyết đấy. Trở thành chuyên gia nếu muốn. Trí nhớ là sức mạnh tốt nhất của AR. Lưu ý, sức mạnh độc lập và quyết đoán. Tính cách này là nhóm độc lập và quyết đoán. Đấy, như đại bàng nó như có tính cách của đại bàng này. Làm việc chăm chỉ và quyết tâm, giàu trí tưởng tượng và dự chiến lược này. Trung thực và thẳng thắn, tư tưởng thông thoáng. Đây này, ai là bị mắc cái tật đấy này, phân tích quá mức mọi thứ.
thiếu đồng cảm hay có tính phán xét, thiếu thông minh cảm xúc. Thông minh IQ cao thì nó thông minh về IQ cao thì nó bị giảm cảm xúc là xuống, không ưa sự phức tạp hàng hóa của các quy tắc quy định do con người đặt ra. Đây chính là tư duy tự do đấy. Thì phân tích về AR đấy hơi nhiều đấy trong cái cuốn sách mà mình viết đấy. Thì đấy là đặc trưng của AR, đây là những đặc điểm của AR. Ok, bây giờ mình chuyển sang mục thảo luận. Bây giờ thảo luận AU trước. Mấy chúng A này viết rất rất kỹ. Nói chung là cả hai AUR mình viết rất rất là kỹ. Có lẽ là trong ngành chính xác thì chắc là mình viết rất kỹ nhất trong cái đám chính xác này. Cho hai chúng này. Có ai không nước bình cường luận anh ý biết kiến gì cũng không? nhiều mà. Hả? Dạ thấy nước cường anh biết cũng nhiều, nước ngược anh biết cũng kỹ mà. Nước ngược mình viết rất kỹ đấy. Dạ. Nước ngược viết kỹ. À là ông biết rất kỹ. Cả mình cả 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 nhóm mình thảo luận tí cho nó tỉnh ngủ nào. Có ai có câu Vậy hỏi gì? Có ai có câu hỏi gì? Đặt câu hỏi cho mình đi. anh Lượng có bao giờ mà tư vấn cho một cặp vợ chồng có AU và AR lấy nhau Tình huống đó là anh chưa gặp. nếu như mà hai cái người này mà là vợ chồng thì nó có cái mâu thuẫn gì không anh? Có mâu thuẫn chứ. Không hợp đâu. Biết tại sao không hợp không? Công là nước ngầm. Thằng này cũng cô đơn, cô độc. Thằng AU nó cũng cô đơn. Thế thì lấy nhau nó giống như là nó gọi là nó chỉ làm bạn được thôi. Hai người này ấy, thì là tính cách của một bên thì nó mạnh mẽ khẳng khái đấu tranh, một bên kia thì là hiền, như hai cái nhóm này là cùng một cái gọi là thế giới, đó là chủng chủng ác nhá. Thực ra thì mình chưa bao giờ mình nhìn thấy, chưa thấy một cái cặp nào AUR đánh nhau, cho nên mình chưa, do vậy mà mình chưa có cái vốn để mà phân tích sâu vào cái nhóm này. Nhưng mà mình biết rằng là hai thằng này là thằng AU nó cũng có cái thế giới của nó cũng cô đơn trong, mà thằng AR cũng vậy. Do vậy mình không hiểu rằng là nếu hai thằng này lấy nhau thì nó hợp nhau cái gì. Đấy, hai thằng này đều thiên về tính chi tiết tỉ mỉ. Đã. Chi tiết và tỉ mỉ. Mình chưa hình dung ra được. Còn câu hỏi nào khác không? Dạ, cho em hỏi thì làm sao để mà khi mà vào mà tiếp xúc với lại người có chủng núi nói chung á anh, để cho họ thấy được là cái sinh chất vân tay giúp cho họ, tại vì em có những đồng nghiệp và bản thân mình cũng vậy, thấy núi á, khi mà tư vấn sinh chất cho con họ hay gì họ bàng quan, họ không có tin, họ họ tỏ thái độ rất là nhiều. Thì khi đó thì anh có kinh nghiệm nào anh chia sẻ chứ, có cũng có một vài thất bại khi mà chia sẻ với người núi á, có Bởi nghĩa vì là thế cái này đầu thì họ rất tin, còn không thì ngay từ đầu là nha, thực ra là trong cái nghề sinh chắc ấy, thì cũng phải ghi nhận là khi tư vấn cho các phụ huynh, các bố mẹ mà bố mẹ của họ có trùng áp thì công nhận là rất là khó chịu. Thì lý do khó chịu ở đây ấy, là bọn bọn áp nó không biểu thị ra khuôn mặt đấy. Như bọn UL nó còn có cái ít nhất là bảo ồ đúng rồi, ồ sai rồi, ít nhất là như vậy. Nhưng bọn áp ấy nó cứ lầm, bọn áp ấy thường thường nó cứ lầm lì, nó lạnh từ đầu đến cuối. Do vậy mà cái người tư vấn ấy thông thường là không hiểu rằng là cái kết quả, cái phản ánh của mình ấy
nó có phản ánh đúng con họ hay không. Nó gây ra một cái người gây tâm lý là đôi khi cái người 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 tư vấn không kỹ ấy. Đó. Thì là sẽ có xu hướng là họ hơi hơi chột. Đó. Thì đấy là đặc điểm của người tư vấn. Thế thì ở trong trường hợp này ấy, đó, thì đương nhiên là nó sẽ có hai trạng thái. Một là bởi vì cái người cái nguyên nhân nhé, cái nguyên nhân của người ác ấy thì họ rất giàu vốn trải nghiệm, rất giỏi trải nghiệm. Do vậy mà khi mà người tư vấn mà không bám sát với tình hình thực tế của con họ, không phản ánh đúng với tiến độ thực tế của con người ta, thì nó sẽ người ta nó nghe là cái lúc này cái vai trò người tư vấn sẽ bị coi thường ngay lập tức. À, bị coi thường ngay. Do vậy mà lúc đấy nó không muốn nghe mình nữa, thậm chí nó cũng chẳng ra quyết định gì nữa. Hỏi là chị cái báo cáo như này như nào, thấy cũng có một số điểm, đến xong đó nó không ra một cái phản ứng nào cả. Đấy, do vậy mà cái đặc điểm này nó làm cho nó giống như là gạo dội gáo nước nguội vào mặt của mấy ông tư vấn. Đấy. Thế thì bây giờ ấy là gì? Đấy, nhưng mà chủng ác thì nó có xu hướng là gì? Đấy, nếu mà nói đúng. Nói đúng thì thông thường ấy là nó lại phản ứng rất là nhiệt tình. Thế thì ở trong trường hợp này là tại sao nếu mà nói tư vấn cho con của chúng A thì chúng ta nhận được cái mức độ tương tác rất thấp, nhưng mà lúc nếu nếu mà chúng ta tư vấn cho trực tiếp của người của chúng A thì lại khác. Hai cái này cho nên ấy, chiến thuật đầu tiên là gì? Đầu tiên tư vấn chị bỏ tay ra đây, em kiểm tra cho chị vân tay gì để em biết phối hợp với con. Đã. Thế là xoáy vào chị trước, xoáy vào bố mẹ trước, sau đó mới diễn tả sang con sau. Đã. Khi xoáy vào bố mẹ trước thì một lúc sau quên luôn cả con của thôi, thế là chị hiểu con chị rồi, mày không cần phải tư vấn, mày đi về. Đã. Đặc trưng của A nó là như vậy. Như vậy về bởi vì A ấy, thường thường nó không quan tâm đến người khác nhiều. Đã. Nhiều nếu như mà nó nếu mà cho nên là họ họ hay có đặc tính là họ sẽ tập trung vào bản thân họ họ trước hơn. Do vậy cái cách cái quy trình mà đi để trường hợp là tư vấn cho những cái bố mẹ mà có A mà tư vấn cho con của họ thì thực ra cái cách của nó là phải tư vấn trực tiếp cho phụ huynh trước. Đó. Tư vấn trực tiếp cho phụ huynh trước. Hai nữa là mình phải điểm bám vào những cái điểm điểm chính, cái điểm key khẳng định. Tất nhiên là người chúng ta họ rất dễ bị tổn thương, họ rất dễ bị họ sợ, họ họ rất là ngại, họ sợ dễ tổn thương là một, họ sợ bị chê. Nên do vậy mà đương nhiên là chúng ta cứ điểm mạnh mà chúng ta khen vào, một lúc sau bắt đầu họ mới lộ ra, họ mới phản ứng ra. Đó. Thì nếu khi mà nói với chúng ta anh gặp chúng ta thì tư vấn họ thích lắm. Đấy, mình gặp riêng tớ thì tư vấn chúng ta thì gần như chúng ta là không không coi như là kiềm chế không không ấy được, nhóm chúng ta gần như là không không thể kiềm chế được. Đấy. Bởi vì mình phát vào cái lỗi sâu mà với mức độ là quét sâu vào đặc tính của A mà người A phải thốt lên. Phải công nhận là mình hiểu họ, thì lúc đấy là mọi khoảng cách nó chẳng còn cái gì cả. Cho nên vậy thì ở đây ấy, là mình phải bám sát vào, quan sát đặc tính của người A vào thì mình mới được. Chứ còn nếu mà mình chỉ tư vấn, mình chỉ quan tâm đến bản thân mình không ấy, là mình không ăn thua đâu. Thực ra thì trong trường hợp đó thì mình gọi là để tâm, mình để tâm hết mức của họ. Hai nữa là nhẹ nhàng tình cảm, đó, chân thành thì nó sẽ ăn. Chứ còn mình mà đi theo kiểu dạng làm theo trách nhiệm, theo công việc ấy, là sẽ không 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 ăn được ý của người chúng ta đâu. Mình phải nhiệt tình với mức độ là gì? Mình quên mình đi luôn đấy. Quên quên cả bản thân mình đi thì mình lấy được cái tình cảm đấy. Nên lấy được tình cảm của người A thì được cái là gì? Khi mà đã lấy được tình cảm của họ gần như là họ quay sang họ giúp đỡ mình một cách hoàn toàn. Mình được nhìn nhận được rất nhiều cái sự giúp đỡ của chúng ta nhờ mình tư vấn nhiệt tình. Có khi ấy, tư vấn cả một cái quá trình tư vấn xong rồi họ mới nói, họ không nói giữa giữa công đoạn đâu, họ nói xong mình tự nhiên tư vấn xong hết rồi, hỏi anh chị có ý kiến gì không,
Lúc đấy họ ngồi họ mới nói một tràng, một dài, một dài, một dường, một tràng, một dài. Thì đấy là lưu ý. Đó. Vậy thì người từ chúng ta nó cần phải có sự logic hợp lý, chính xác, cần phải giàu vốn trải nghiệm. Đấy. Người nói chuyện với người chúng ta mà ít vốn trải nghiệm ấy là không không hấp được họ đâu. Bởi vì bọn này là bọn sâu sắc. Nó là nằm chỗ đó. Đấy. Thì đấy là cho nên là những cái người mà ít nhất thông thường người ta phải cùng tầm tuổi thì dễ, hoặc là những cái người mà đối với tuổi tư vấn ấy, họ ít hơn mình ấy, thì họ bị dễ bị thuyết phục. Còn thông thường thì chúng ta đi mà gặp những các bạn trẻ, mà gặp những người lớn tuổi, bố mẹ cứng cứng tuổi một chút, thông thường người chúng ta thì từ con cũng muộn, mà người của chúng ta bao giờ cũng thấy con cái họ muộn. Do vậy mà thông thường là giả sử như khi chúng ta gặp ấy, thì bố mẹ có xu hướng là lớn hơn tuổi chúng ta nhiều. Do vậy đấy là một cái khó khăn, cái này lưu ý. Bởi vì người chúng ta thường thường lập gia đình muộn, không gia đình sớm như người nhóm khác. Thì đấy là những cái kinh nghiệm đấy, chân thành, giàu vốn trải nghiệm, rồi nhiệt tình. Đấy là một trong những cái tính cách mình cần phải lưu ý. Hay là đừng hay 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 giả sử như thay vì là phân tích cho con người ta trước, thì hay nói chuyện về tính cách của người chúng ta trước. Đấy là cái cách quan trọng đấy. Có cần cường Thì đấy lưu ý. rồi con cần Ok, câu hỏi tiếp. con này nó để đâu cho bố nó chưa biết đâu. Có ai có câu hỏi nữa không? Lượng ơi, em có một câu hỏi ạ. Và trước đây em tư vấn thì có gặp một cái trường hợp là cái hai cái chủng hai cái ngón cái á, hai ngón cái của bạn ấy là V kép, còn lại là 8 ngón còn lại là đều là AU. Vâng, thì trong cái trường hợp đấy thì cho em hỏi là ví dụ như những cái mà mình vừa phân tích ấy, thì kể cả chủng núi là nó vẫn chia ra làm hai giai đoạn đúng không anh? Tức là giai đoạn đầu thì nó đầu đời thì nó khác, mà đến giai đoạn lớn hơn thì nó sẽ biểu hiện khác đúng không ạ? Thực tế thì cái về cái về mặt thời gian ấy, thì trong một cái kiếp người ấy, nó chia làm khoảng 3 giai đoạn đấy: mệnh, thân Vâng. và phúc. Đấy, 3 giai đoạn. Thì nói chung là tất cả mọi người đều có quy tắc này thôi, nhưng mà ở chúng ta thì nó biểu hiện rõ nhất. Chúng ta thường gần như sau ở cái giai đoạn cuối cuộc đời ấy, họ lại là những cái người mà có cái sự chuyển hướng rõ rệt nhất. Đấy. Những cái người chủng nước xuôi hoặc là những người đại bàng ấy, thì có khi già rồi chấp nhận là thôi hết tuổi già sức đuối thì chấp nhận là chết. Đấy. Nhưng mà những cái người mà người A thì họ lại ham hố học hành, ham hố về trí tuệ, thích tu hành, thích nói chuyện về Phật pháp, thích đi làm công Vâng. quả, tu tập. Đấy. Như vậy thì đây thì người A thì thường thường là cả cả nếu mà chủ quân ở hai vị trí con cái này kết hợp với A về dưới mà nó nhiều A, thì đương nhiên tính tính cách của A nó sẽ lấn lấn lướt. Nhưng mà đặc điểm nhá, người mà có hai chủ quân ở phía trên đấy, mà có A dưới thì là người rất thông minh ngay từ bé luôn. Đấy. Người nước ở trên ấy, hai con cái này mà A dưới thông thường là Đại bàng chưa anh? Đại bàng ạ. Đại bàng. Người đại bàng trên mà có A này thì thông minh lắm, thông minh ngay. Đó. Trên có đại bàng ở hai ngón cái này mà các ngón trỏ bắt đầu các ngón dưới này có A thì là thông minh biểu thị ra ngay lập tức. Vâng. Đó. Nhưng nếu mà lên trên này trùng nước, các trùng thấp hơn đấy, trùng ít nhất ở ngón này này phải trùng gấp đêm V gấp D, hoặc là trùng quân hoặc là vân tay hai tâm cũng được, nhưng mà xuống đây là A thì cái cấu trúc này là người rất là thông minh. Đấy, sâu sắc ngay lập tức. Đấy, nhưng mà những cái người mà của chủng nước ở đây này hoặc chủng A trên này mà dưới đây mới A tiếp, thì trừ trường hợp là 10 A mới đi với nhau thì thông minh, chứ thông thường là nếu mà người nước ở đây mà dưới A thì thường thường là chậm 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 phát triển hơn. Đấy, nhưng nếu đại bàng ở trên thì nó sẽ nhanh lắm. Đại bàng hai ngón này, hai con cái thì nó phát triển rất là nhanh. Còn đâu nó vẫn đi theo quy tắc là gì, nó đến trung niên thì nó đổi nghiệp, nó chuyển nghiệp, Vâng. nó vẫn có quy tắc đó.
Thì đấy là cái cách lưu ý. Như vậy là đây câu hỏi AU, còn AR, còn AR có câu hỏi nào nữa không? Anh em thấy những bà vợ mà có những ông chồng chủ núi ấy mà không hiểu được họ là hay bị xung đột ghê lắm. Tại vì chủ núi là thường cái tâm nó rất lành nhưng nó không bộc lộ, nó cũng không giỏi nói ấy, không dễ chia sẻ bày tỏ, nên là nhiều khi vợ ví dụ như nói nhiều chẳng hạn, là đến cái khi bình thường nó rất là lành nhưng khi mà đàn ông ấy, nhất là đàn ông thì họ rất cục tính, khi mà nó nóng lên thì nó cục. Thì đặc tính của A thì nói chung cả A, U thì nóng là nóng tính đấy, nhưng mà thực ra tính tính chất đặc tính của A thì người ta gọi là cục tính, cục Đúng rồi. Em nghĩ là cục cục hơn là nóng anh ạ. Tức là cục hiền nhưng mà lại cục. do vậy với người A nguy hiểm nhất là làm cho họ cục, bởi vì A nó không ngưỡng chịu đựng, nó không được cao như người đại bàng. A mà trêu nó chạm vào tự ái của nó nhiều ấy. À, nó cứ tích 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 đến mức độ là nó đầy lén lên, nó đầy dần lên, à, và Thì nó là vỡ luôn. chuyển thành hành động, à, nó chuyển thành hành động luôn đấy, cục Khi cái mà tính nó cách. cục, khi mà nó cục lên là nó sẽ chuyển sang ví dụ như đập phá hoặc nó đánh ấy. AT nó đánh luôn đấy, AT nó thẳng nó đánh luôn đấy. Như còn AU thì nó cũng cục lên, AU cục lên thì nó cũng biểu thị ra hành động. Đó, như tính cách của tớ nhiều A thì tớ cũng là người cục tính đấy. Nên là trêu đến mức độ nào đó thôi, nhưng mà nếu mà quá lên là cũng Cục với anh ạ. À, em có một cái người bác mà bác ấy bình thường rất là hiền lành nhá, thế nhưng mà khi mà điên lên ấy, bác ấy đang đang nhóm bếp mà mãi không lên được, đạp luôn cái bếp lăn lông lốc luôn, không thèm mấy nữa. Tức là người ta bộc lộ ra thành hành động mà bình thường mình thấy là rất là hiếm khi có ở người ta. Tức là bình thường người ta rất là hiền lành, gần như là không làm tổn thương ai hay làm hại ai, nhưng mà đến lúc cục lên thì mình không thể tưởng tượng ở người ta lại có hành động đấy ạ. đấy, nên là nó gọi là cục cục tính đấy. Họ làm một cái gì đó đúng như như như, như Hà tả ấy. Làm một cái gì đó mãi mà không đạt ấy. Nó có xu hướng là nó gọi là hất văng, làm đổ, là tính cục, đấy là đặc điểm của A. Còn mọi người tìm ra cái điểm gì hơn nữa không? Chị Thanh Hải có muốn hỏi gì không chị? Em thấy chị mở mic nãy giờ. À, mình quên đấy. Thực ra thì em cũng cũng có chủng A ấy, AU ấy, AT. Em thấy em mà bực lên mà đánh con chắc em đánh gãy cây, không em tìm cây khác để tiếp. AT thì nóng lắm, AT AT nó bùng lên, nó điên lên thì trên AT nó là AT nó có tố chất của võ sư đấy. thế bây giờ làm thế nào để giảm được anh? Em thấy em nóng thật đấy, nhiều lúc xong rồi hối Làm xong thì tiếc, thấy tiếc đúng không? hận. Vâng, em hôm qua em đánh con em mà đến nỗi mà em đánh đánh thì đến mấy chục cái dây con giòi, em không biết là bao nhiêu cái nữa. Mình đánh đánh theo cơn giận chứ mình không thể thực ra cái là đặc tính của AT nóng nên nó không kiểm soát, nó không bị một hiện tượng là mất kiểm soát là nhóm của AT. Vâng. Thì đầu tiên mình phải nhận diện ra giới hạn của cái tính nóng, mình sẽ biết, nghĩa là nếu mà mình phát hiện ra là cái nóng tính rồi ấy, thì cũng nghĩa là mình dừng, mình phải gì, nghĩa là phải tạm thời là mình, có nghĩa là mình nếu mà đứng ở tại vị trí cùng với con ấy, thì nó cái mức độ nóng nó sẽ nâng dần lên, mình mới điên lên đấy. Thì lúc đó là gì, thực ra thì mình lên nên tạo ra cái khoảng cách một chút đấy, hoặc là mình tìm một cái có một cái gì khác đó mình tránh, nghe qua một bước gián tiếp để tránh hiện tượng trực tiếp, chứ còn nếu mình đứng đứng trực tiếp vào tại địa điểm đó thì mình sẽ không không kiềm chế được đâu. Thế lúc đấy là gì, Nhiều làm chậm nó, làm chậm lại bằng cách là gì, là lên tránh nó sang một đoạn đấy. cũng Có nghĩa là thay vì mình đứng ở đấy thì mình điên lắm, mình tập cho nó chậm luôn, nhưng mà nếu mình chạy ra điểm khác ấy, một lúc sau mình quay lại thì nó lại trở lại về trạng thái tỉnh táo hơn, đừng nên đứng đấy.
Vâng, đã từng đi đi khỏi chỗ đấy rồi, đi một vòng rồi, xong rồi uống nước rồi, nhưng mà quay lại nhìn thấy nó lại tiền này, lại không được kiềm chế nữa. Em tìm hiểu về về tâm lý đồ những cái tổn thương của đứa trẻ bên trong thì không biết là chị Hải ngày xưa cái cách ba mẹ chị dạy chị có bao giờ đánh chị chưa? Ừ, thì cũng có, nhưng mà bố mẹ đánh thì chỉ có khi nào mình sai thì có bắt lên giường còn sấp đánh vài roi, không mức độ giống như mình đâu. Hôm Nhưng mà trước mình cũng đã chị có bị đi đi học học mấy cái khóa đấy rồi, cũng cũng có mọi người có cốt cho như thế, quay về ngày xưa nhưng mà cũng không ăn thua, mọi người có có nghĩa là đã chị tìm chưa cả. chưa có thật sự để lành cho nên chị nói vậy. Mình thấy lúc kể cả lúc mình dạy học sinh như bình thường thì đúng là ai cũng bảo hiền, nhưng mà lúc mà bực lên thì chắc là cả mấy dãy dãy nhà đều Là nghe căng chửi rồi. qua chứ. Thật ra Chị rất là nóng thật. có chị ơi, có khi nào mà chị bị vụt một roi á, mình cảm thấy rất là đau thì mình mới biết được khi mình đánh con nhiều như vậy thì nó đau đến mức nào. Thì đấy, thì cái lúc mình cũng không biết, mình cũng biết là mình đánh xong mình cũng hối hận lắm đấy, nhưng mà cái lúc đấy thì lại không thể kiểm soát được, không biết làm sao. Hải ơi, chị Hải AT bên phải hả? AT mình bên đây. phải hả? Không biết nữa, có một cái AT còn mấy cái AU, còn lại nước AT hết. nữa, Bên AT trái nữa thì phải. bên trái não phải thì nó mới cảm xúc nhiều, nó dễ bị kích động như Thì hôm nay nhớ anh Lượng, anh bảo cái trường năng lượng lớn lắm, cái này nóng tính. em Nó ngày nóng trước. bột phát hơn. Em ngày trước em cũng nóng, em cũng đánh con, nhưng mà có lần nó vô tình nó cầm cái roi gì á, nó vô tình nó vụt em một cái đau quá trời luôn, em mới biết là mình đánh con thế nó đau như thế nào. Đó. Tức là phải cho trải nghiệm đúng không? Đúng rồi. Bởi đau thịt ai chả là thịt, trẻ con nó còn sức chịu đựng của nó còn không bằng mình ấy. Mà mình đánh nó như vậy, đấy chị cứ như vậy là chị sẽ không đánh con nữa đâu. Đau Hồi à? mà nó đi buổi trưa nó không về, thế là mình đi dậy rồi, thế là mình không biết con đâu, mình bỏ dậy mình phải tìm con, thế con đang ở lang thang ngoài kia. Ôi điên, ủa cho lúc đây chẳng mấy cái roi luôn, không biết mấy cái roi gãy ấy, hiện là nóng, mình bảo mình nóng quá, mình dần thấy nó tổn thương nhiều kinh nghe, thế nó tổn thương đấy. Mà thường thường mà nhà có mỗi đứa con gái, cả dòng họ có mỗi đứa con gái thôi, mỗi đứa cháu gái suốt ngày bị đánh, thế là hết mình đánh lấy bố đánh. Giờ quen chưa? Em bây giờ em ra Hôm nào chị mạnh dạn chị thử nhờ ai vụt cho một roi xem nào. phải Bỏ luôn đánh ác mộng con. à, lúc nhỏ em chỉ muốn tới trường đi học thôi, em không muốn về nhà, ác mộng ghê lắm. Ngày xưa mình là người mà ví dụ như hai chị em làm sai nhưng không bao giờ em đã bị đánh, toàn mình bị đánh thôi và mình bị Lúc chửi. nhỏ nghe Cho chị, nên là em ra hàng cơm vậy nè. chị Hải ơi, em Tổn thấy là cái cách của chị Mai với chị Hải nó sao không ăn, nó không ăn thua gì đâu. Mà chị Hải nên tìm hiểu là tâm lý của đứa trẻ mà khi mà bị la mắng hay là bị đánh á, nó sẽ tổn thương như thế nào á, rồi nó ảnh hưởng đến cái phát triển ra làm sao. Lúc đó chị mới cảm thấy là cái việc chị làm là nó không nên làm chút nào. có chứ, mình đã đi học bao nhiêu khóa trong mùa hè rồi, cũng Đó có chị hiểu Hải rồi. không không Thế nhưng kiểm mà cái soát lúc được. lúc đó lại không kiểm soát được. Mình hiểu, Cho mình nên cũng biết nha, đấy cách của chị Hải á là phải phòng từ trước, có chứ. nghĩa là Đúng, khi nóng chính rồi á xác. là mình sẽ không kiểm soát được nữa, mình phải biết là mình sẽ nóng và mình sẽ điều hướng làm thế nào đó để mình đừng nóng. Cháu anh Lượng, Thế này, thực ra cái đặc tính của nóng lên ấy, cái nóng tính như trường hợp của Hải, thì cái cảm giác đấy nó là một cái dạng như cảm giác nó tính có tính gây nghiện đấy, có nghĩa là nếu như không nóng được, nghĩa là nếu như nó không mình không đạt được cái mức sôi cao trào ấy, là giống như người ta nó thành một cái thói quen ấy, một ngày không đánh ai thì nó cảm thấy nó khó chịu lắm đấy. Nó có một cái tật này đấy nhé, nó có một cái đặc điểm đấy nữa. Do vậy mà cái Thế người thầy của A ấy, khi mà
thậm chí nó nóng đến mức độ nó hơi vô vô cớ, nó đôi khi nó chỉ cần một cái lý do thôi. Đấy, giống như hôm trước mình phân tích về cái AT ấy, đôi khi chỉ là một cái ngoài, nghĩa là bản chất nó luôn nóng ở bên trong rồi, nó nóng ngầm ở bên trong sẵn rồi, bây giờ là chỉ cần tìm ra một cái cớ đấy, tìm đến một cái, nó chỉ bị chích một cái lỗ thôi là nó phun nào vào mặt ra ngoài đấy. Thế thì cái vấn đề đây là gì, giải quyết được tính nóng này ấy, thì về bản chất của nó là chúng ta phải hạ dần cái nhiệt ở bên trong nó đi, để nó không có cái hiện tượng là nó tìm cái lý do để nó bung lỗ ra ngoài đấy. Thì cái nóng nóng ở đây thực ra bản chất của nó, giả sử như thế này là hải ấy, có nghĩa là nó tích quá trình nó tích từ trước. Thực ra ấy, bản chất ấy là khi mà cái đối tượng bị tích ấy, bị tích nóng ấy, thì mình đã cái nguy hiểm nhất ấy là mình gán cho con những cái định kiến, những cái quan điểm, những cái suy nghĩ đấy, nó không tích cực vào trong con người mình đấy. Do vậy mà gì, chỉ cần nhìn thấy mặt nó thôi mà nó làm sai một cái gì đó à, thế là cơn nóng nó vọt lên ngay lập tức đấy. Thì có nghĩa là lý do vọt của nó đã có một cái sự tích lũy tích trữ từ trước đó rồi đấy. Chỉ cần khi một cái sai sót nó xảy ra trước mặt mình thôi là mình điên lên cùng lên ngay. Thế thì bây giờ diệt ấy, phải diệt ngay từ cái gốc, cái định kiến ở bên trong, suy nghĩ ở bên trong đấy, cái cách nhìn nhận về con đấy. Chứ còn nếu không cái kiểu dạng như, chứ còn cái biểu thị nóng ấy nó chỉ là một cái biểu thị thôi, nhưng trước đó là nó là cả một cái nguồn cơn nó tích lũy sẵn ở trong đó rồi đấy. Thì chị là chị cái lúc là cái cơn nóng âm thầm bên trong kìa, chứ không phải là chị ở lúc biểu thị ở bên ngoài đấy. Chứ còn bên ngoài nó chỉ là giả sử như là cái mặt kỹ thuật, giả sử như chúng ta nếu mà nóng với ai đó thì thay vì là đứng trước mặt nó thì chúng ta tránh nó đi một tí đấy, thì đấy là chỉ về mặt kỹ thuật thôi, nhưng mà cái gốc của nó là nóng ở bên trong. Nóng ở bên trong thì anh nghĩ rằng là chắc là trường hợp hai mẹ con này nó có một cái gì đó, nó gọi là nó có tính đối kháng và tính tích lũy. Thế bây giờ thì mình phải giải quyết, mình phải chuyển đổi đi, thay vì là mình nhìn nhận con ở góc độ tiêu cực, thay mình nhìn nhận con ở cái góc độ là nó gọi là sai sót, luôn luôn có gây sai, thay vì mình định kiến với con đấy, thì mình giờ chuyển sang là gì, phải hiểu nó. Hiểu nó là cái gì, mình hiểu là tại cái nguyên nhân tại sao nó lại chống đối mình, tại sao nó lại ngang với mình, tại sao nó lại không nghe mình đấy, lý do gì nó lại không nghe mình đấy. Em phải tập trung vào tìm hiểu cái nguyên nhân nào ở đây đấy. Có những cái lý do, một nó liệu mình có phải là cái người mà nó làm cho nó đôi khi ấy, nó lại thích gây sự với mình đấy. Thì bây giờ lý do tại sao nó thích gây sự với mình đấy, đây là cái này em phải tìm hiểu kỹ đấy. Đôi khi nó có mang tính nhất là gì, những cái tính gây sự nó mang tính chất là tự nhiên. Tự nhiên là gì, nhìn thấy mặt con mình đang muốn đập cho nó một trận còn chưa biết là lý do là làm sao đấy. Cái tính này nếu mà xét trong phần về mặt sâu sâu xa nó gọi là tính, nó gọi là nó giống như là gọi là hai mẹ con ấy, nó gọi là xảy ra cái hiện tượng, nó gọi là giống như là nó gọi là lợ nhau ấy, lợ nghiệp nhau ấy. Nhìn thấy nó thì ghét rồi đấy. Đấy là một đặc điểm đấy. Nhưng mà tốt nhất ấy là phải chuyển hóa, tốt nhất là phải chuyển hóa. Trong trường hợp này mình nghĩ rằng là nếu như mà cái hiện tượng mà con là con gái, mẹ thì lại đánh con đấy, do vậy mà nó có đặc điểm là giống như là nó gọi là con với mẹ ấy, nó mang gọi là lợ duyên lợ nghiệp nhau chứ không phải là bình thường. Thế thì bây giờ mình phải chuyển hóa đi, chuyển hóa cái tâm nó đi, chuyển hóa cái tâm nhìn nhận nó đi, thay vì là mình nhìn nhận nó theo một cái góc độ tiêu cực, mình nhìn nhận nó theo một cái góc độ quá thiên kiến về cái tính cách của mình, thì mình hãy lái nó theo theo hướng nó sang, lái nó theo hướng của nó xem sao, có những cái cách khác xem sao thì nó mới thay đổi được. Chứ không nó tích lũy, cái quen nó bị tích lũy từ lâu rồi, bởi vì bản chất của AT nó là lửa lửa âm đấy, nó chỉ chờ cơ hội là gì, bị trích ra hoặc là bị một cái ngòi nổ là nó kích hoạt là nó bung ra đấy. Vấn vấn đề bây giờ mình điều chỉnh cái âm lửa âm hỏa cái kìa.
Thì cái trường hợp đây là gì? Thực ra nó gọi là luôn luôn cố gắng để trạng thái của mình ở trạng thái về trạng thái đầu tiên ấy, trạng thái tỉnh táo. Tỉnh táo là gì? Đừng có tích trữ năng lượng quá nhiều trong người. Hoặc là đôi khi đi về đôi đi đơn, nghĩa là đôi khi mình giảm cái tính coi là đôi khi nóng nảy, nhưng mà đôi khi mà nó từ nguyên nhân là từ những chỗ khác sang. Thì những cái chỗ đấy mình phải điều tiết. Mình điều tiết nghĩa là điều tiết cái hành vi cuộc sống mình là để làm gì? Để nó nghĩa là hai hai đấy là gì? Công việc ấy, mình đừng đừng để nó dồn nén đến mức độ là mình cảm thấy nó o ép, nó khó chịu. Hoặc là những cái hoặc là trong cái đời sống nó có một cái vướng mắc nào đó thì mình đừng để những cái vướng mắc nó nặng 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 quá vào trong đầu của mình. Đấy, mình giảm hết những cái đấy xuống. Đấy, khi giảm hết được những cái đấy xuống thì nó sẽ không gây ra cái hiện tượng nó gọi là kích thích kích ứng mạnh. Thì còn thực ra những người bình thường ai cũng vậy thôi. Đấy, nếu như chúng ta đang căng thẳng về công việc, lo về tiền bạc, lo về hoặc là chúng ta đang ức chế về một cái gì đó, à, chúng ta không bị không được được sự đồng thuận. Đấy, bản thân mình nó nóng ngay từ cái sự việc đó rồi thì một đứa con nó chỉ cần náo một chút thôi, lúc đấy chúng ta chẳng còn quan tâm đến cái là cái đau đớn nó như nào đâu, mà chỉ cần một chút giận sang đứa con ấy. Đấy, thì đấy là cái trạng thái nó gọi là giận cá chém thớt, nhưng cái nguyên nhân của nó không phải là cái gốc ở cái quan hệ với con, đôi khi nó lại từ cái trạng thái là thần kinh của mình nó bị ức chế quá, căng thẳng quá do công việc, do tiền cơm áo gạo nước, hoặc là do cái yếu tố bên ngoài. Thì đấy yếu tố bên ngoài. Cái trường hợp thứ hai nữa là cái trường hợp như anh phân tích, nó là do cái định kiến. Cái định kiến mình phải thực sự xem là mình có và là cái người có định kiến nặng với con không. Đấy. Tại sao mình lại có cái định kiến như vậy? Liệu nó có phải là con coi như là nó gọi là gì ghẻ con chồng không? Đấy. Hoặc là mình ghét thằng bố nó, là mình dồn sang đứa con. Phải tìm được lý do gốc của nó là làm cái gì. Thì lúc đấy mình chuyển hóa. À, sau này nếu mình chưa tìm hiểu rồi mình đánh nó thì nó được cái gì? Đúng không? Mẹ con đánh nhau rồi test ít ra sau thì thực ra nó có giải quyết vấn đề là gì? Đánh nó sau nó có thay đổi không? Nó không thay đổi, đánh nó có tác dụng gì đâu. Vậy thì phải tìm được cái cách khác. Đó. Chứ không thể dùng cách đánh mãi nó được. Đánh mãi nó thì đương nhiên là gì? Bản thân nó thì chưa chắc nó đã sợ đau đâu. Có nhiều đứa nó không thích là đau, thậm chí nó thích cái cảm giác bị đánh, được đánh như thế cơ. Tới trăm đứa cháu nó bị thần kinh dễ hiểu, nó phải đánh nó mới cảm thấy nó toại nguyện. Đấy là một cái điều hơi dị dị biệt, không đánh nó là không nó không chịu. Đấy. Mà bình thường ngon ngọt thì nó khó để phiên bảo, đánh phát thì im. Thì có những đứa nó lại phải như vậy. Đấy, có những đứa nó phải chịu kiểu vậy. Sau này nghiên cứu về tính cách, có một cái nhóm ngược ấy, nó bị cái hiện tượng này. Thì nếu mà nghiên cứu về các phép tu của các thầy ấy, thì nó gọi là những cái người này họ tu theo kiểu là ba la mật. Ba la mật là gì? Nghĩa là sinh ra để cho người khác chửi rủa, đánh đập. Đấy, để làm gì? Để họ tu cái sự chịu đựng, họ tu cái sự nhẫn nhịn. Đấy, nó có một cái loại này nữa. Đấy, không biết nhà em nó có bị dính cái loại này không? Nếu mà sinh cái loại này thì mình lại nó có cách khác. Mà có một cái nhóm ngược thường thường là người ta gọi là cái đặc trưng của người ngược ấy, những cái vân tay ngược ấy, mà tính nóng, người ta hay gọi là tu ba la mật. Ba la mật là chịu đựng được, chịu đựng xuống cuộc đời này để chịu đựng. Đấy. Có nghĩa là khó khăn gian khổ tất cả mọi thiệt thòi thứ họ dồn hết về họ để xem cái ngưỡng chịu đựng, cái sức chịu đựng của họ đến mức độ nào. Thì đấy là những cái gọi là những cái có một cái trường phái như vậy thì em lưu ý. Nhưng mà cái nguyên nhân nhá, gâu gốc sâu xa ấy, em phải điều trị trước đó, chứ không phải là đến khi trong cái hành vi này điều trị cái lửa âm như kiểu xem nó nguyên nhân là gì, là mang từ bên ngoài vào hay là mang từ lội 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 nghĩa là từ chính cái quan hệ của mẹ con nó gây ra hai cái quan hệ. Anh đó ơi, có khi nào mà ví dụ như là người mẹ mà một là bị áp lực hoặc là không thực hiện được cái ước muốn của mình về một cái vấn đề gì đó về là đủ cho con, hoặc là sau khi đó mà cầu toàn ấy, mình người mẹ cầu toàn quá mà kiểu là muốn đứa con là cái gì phải theo ý mình ấy, nhưng mà trẻ con thì nó suy nghĩ nó khác mình, như con nó có giống mình đâu, cho nên là đôi khi nó làm trái hướng của mẹ, trái lệch trái lời của mẹ thì có thể là dồn đánh cho con. Có khi nào xảy ra cái trường hợp đấy không? Có đấy, có những người mà chỉ cần nhìn thấy trước mắt họ thôi
giống như cái có những người mà chỉ cần lẩn vào trước mắt họ là họ điên lên rồi, thậm chí không cần lý do nha. Cứ ví dụ rất đơn giản là như cái quan hệ của bản thân mình này, của bản thân anh này với vợ của tớ này, mình chả là gây ra tội lầm gì, nó như là cứ bảo là anh đi đâu chứ đỡ ngứa mắt em đấy, cắt mà đúng cái trường hợp này. Mình đi xa thì không, thì lâu lâu thỉnh thoảng gọi điện thì nó nói chuyện là tình cảm, nhưng mình cứ ở nhà lâu lâu là kiểu gì nó xảy ra hiện tượng là nó gọi là ngứa mắt, mà nó chẳng có liên quan đúng sai gì đâu, mình chẳng gây ra tội lầm tội lỗi gì cả. Nhưng túm lại là gì, họ cứ nhìn thấy mình trước mặt họ là họ không ưa, họ kiểu gì thì tìm một cái cớ gì đó gây chuyện đó. Có đặc tính này nhá. Đấy, do vậy là cái chính này thì mình mới hỏi là cái trường hợp này nó sẽ xảy ra cái tính gọi là đố kỵ, tính đố kỵ trong tử vi nó gọi là sao hóa kỵ. Cho nên thì có những cái mối quan hệ tại sao mà chúng ta dùng mọi kỹ thuật chúng ta không hóa giải được. Đấy, chúng ta là phải chỉ có một phương pháp rất hay, rất đơn giản thôi, tách nó ra chưa. Đấy, tách nó ra không sao. Đấy, nhưng mà mình như trường hợp như của tớ này cũng bị cái trường hợp hóa kỵ ở mệnh, cho nên là những cái người thân người gần quan hệ của mình ấy là mình không ưa đâu. Đấy, mà bản thân họ cũng không ưa mình. Đấy, cứ nhìn thấy nhau cái là chỉ muốn tìm cái lý do gì đó là gây sự với nhau thôi. Nhưng mà cách như mà mang tạo ra một cái khoảng cách xa ra thì mới ổn. Đấy, thì nó là như vậy. Trong trường hợp nếu như mà trường hợp như của Hải là phát hiện ra rằng là ngày nào mình cũng nhìn thấy con mình đã thấy ngứa mắt lên rồi. Đấy, thì cái một trong những liệu pháp đó là gì? Tách nó ra. Đó. Tách nó ra. Không đến mức độ ngứa mắt mà chỉ nhìn thấy nó làm cái việc hơi trái trái một tí là ngứa mắt. Đúng rồi. Đánh. Thậm chí nó chưa gây ra đâu, nhưng mình đang mang một cái mặc định vào trong mắt mình rồi. Đấy. Đấy, cho nên là một trong những cái phương pháp đó là lên là gì? Hoặc là mẹ con luôn luôn tạo ra cái khoảng cách nhau thì nó ổn, chứ không là cứ nhìn thấy là mình ngứa mắt rồi. Những trường hợp của anh rất rõ đấy nhá, cho nên anh rất hay bị coi như là mình đôi khi cảm thấy nó quan lấp ở chỗ này gì, mình chả làm cái gì sai cả, nhưng mà vợ mình nó nhìn thấy mình nó bảo anh làm sao anh biến ra xa đi, ngứa mắt rồi. Cả lâu là tôi coi như là tôi lên cơn đấy, mình bảo à thế à, thế mình lượn nó. Đấy. Kiểu như họ cứ có cái những cái bực bội vô cớ hay mà. Bực bội vô cớ đấy. Đấy, thì đấy là những cái hiện tượng mà người ta gọi là nghiệp của nhau đấy. Người ta gây nghiệp cho nhau ấy, cho nên chính vì thế mà như cả các thầy chùa cũng không xác định là gì, có những người là chúng ta không nên gặp nữa. Bởi vì bản chất nó không phải là lúc đấy chúng ta không phân tích là đúng hay sai, tốt hay xấu nữa, mà cứ người ta cứ nhìn thấy nhau người ta là ngứa mắt nhau rồi. Đấy, có những cái người như thế này. Thì đấy là những cái người người ta gọi là người ta gọi là mắc nghiệp của nhau. Thì trong trường hợp đó là gì, cái cách khôn ngoan nhất là gì, tách tạo khoảng cách ra, ở xa thì không sao đâu, nhắn tin điện thoại không sao đâu, nhưng mà cứ ở gần cái là chảnh chọe. Thực tế cuộc sống chúng ta cũng vậy, có nhiều đứa cứ xa nhau thì nó còn như biết thư thăm hỏi, cứ gần nhau cái là sáng coi như là chuyện, chiều là có chuyện rồi. Con cái chúng ta cũng vậy, nó có đặc điểm này đấy. Phải thí nghiệm cái hiện tượng này xem. Cho nhiều đứa sinh ra là phải ở với bà, ở với ông bà ngoại, ông bà nội, không ở với bố mẹ. Khắc. Chính xác nó là khắc đấy. Trong trường hợp này của em thì anh nghĩ là chắc chắn là nó khắc hoặc là sát. Khắc. Chắc chắn là khắc. Đấy. Bởi vì em thấy này, ví dụ như là bản thân em ấy, ngay như chẳng hạn có những mấy đứa bạn chơi với nhau nhưng mà bình thường thì rất là thoải mái, nhưng mà lúc nào mà em nóng nóng mắt lên hoặc em ngứa mắt lên cái gì đấy là em à, thích mày không tránh ra tao ra hoặc tao không đi chỗ khác là tao mày có chuyện với nhau. Trong cuộc sống ấy, chúng ta nên để ý này, có nhiều người chúng ta chỉ cần nhìn thấy đã ghét rồi, mặc dù họ chưa làm gì mình nhé. Có hiện tượng này không? Có. Đấy. Nhưng mà em nghĩ nha, từ đầu lắm rồi, từ hồi xưa em không có vậy đâu, sao giờ em lại vậy chứ? Vì là nó tùy theo cái bối cảnh nữa. Trước kia em không biết ghét ai. Bây giờ giả sử như cái đứa con nó còn nhỏ, bây giờ nó lớn dần, nó hình thành nhân cách của nó rồi. Ngày xưa nó theo ý mình, bây giờ nó theo ý nó nữa. Thì đương nhiên là nó không hợp với ý mình nữa, đương nhiên mình cũng sẽ nóng. Chị ơi, con chị bao nhiêu tuổi rồi? Con thì có 9 tuổi.
Đúng rồi. Nhưng mà chị đánh nó nhiều nó sẽ thành ra lì á. Mình biết nha, cũng biết biết đó Bây biết giờ hết. chị nghĩ như này này, nếu như bây giờ chị đánh nó sẽ hình thành một cái tính cách và sau này nó lớn lên, bây giờ nó chưa bộc lộ đâu nhé, sau này nó lớn lên nó sẽ hành xử y như chị luôn á. Không phải đâu, vì không phải lớn lên đâu mà ngay bây giờ mình cũng Đấy, biết, thấy mình hậu đã quả định, bởi vì cái việc rồi mình học khóa tâm lý nhiều lắm, nhưng mà học xong rồi đấy được như vậy, được vài một hai tiếng rồi sau đó này không thể kiềm chế được, lại tiếp tục có học hết thì chi bây cũng biết giờ chị hết. thử vậy bây giờ chị thử tập thiền với các thứ đi Ở để đây sáng sáng bây giờ mình không học được ánh lượng, mình đang đang quen thiền đấy mà thiền cũng không tập trung được cơ. Mấy hôm học thiền, thời gian vừa học thiền chẳng có người nào mà thành công cả, nhưng chắc phải từ từ. nhưng mà anh Lượng anh ấy bảo là học thiền AT với cả khi mà nhiều A mới nóng ấy, học thiền không học được ngay đâu, tức là phải xả năng lượng ra chị ạ. Ấy, ngay cả em cũng nghiệm được từ bản thân em cũng thế thôi, tức là khi mà mình đang rất là nóng ấy, mình không thể ngồi thiền, mà nhiều khi mà mình ngồi cố tình ngồi thiền như thế mình còn cái kiểu như kiểu bị tẩu hỏa nhập ma ấy chị ạ, chứ không phải là mình cứ cố ngồi mà ngồi được đâu. Nhưng mà Nghĩa Lương lại là thấy có một cái đặc điểm rất khác nhé, là tức là hồi bé hai chị em